đây là trần gỗ son các bác nhá, trần gỗ son để xương lim ở hai ô trống. Đây là trần mẫu trần, là mẫu trần 2 cấp ô 1 này. Mình sẽ đo theo quy chuẩn là đo gấp thước theo đường trung trực của chiều dài và chiều rộng, tâm dài tâm rộng nhân là diện tích ra diện tích ạ. Em đo bằng chân cho anh. Anh cọc cho em 20 triệu đúng không? 20 triệu, và hôm giờ anh đưa cho em 40 triệu nữa. Thấy là anh em là làm rất đạt và anh em còn thợ trẻ đây. Dạ vâng. Làm cũng là ok thì thực sự là trần gỗ anh xem là cũng là rất là đẹp. Trần gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999. Hello, chào mừng tất cả các bác anh chị em đã đến với kênh YouTube là Trần Gỗ miền Bắc của em Khánh nhá. Thì ngày hôm nay mời tất cả anh chị em cùng đi theo Trần em Khánh là về chỗ gì ạ? Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang để nghiệm thu công trình mà thợ anh em đang thi công trên đó, công trình trần gỗ xoan cho anh Nhu. Em Khánh đây. Anh chị em nhìn thấy trên xe rất là nhiều đồ đạc đúng không ạ? Đó, thực sự là chạy chỗ này chỗ kia rất là bận. Đó, cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Anh chị em đang xem video của em, các anh đừng quên để lại cho em xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video nhé. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chính xác là 5:30 chiều. Gọi là chiều nhưng mà thực sự là em không biết là trời này nó vào mùa đông rồi, cho nên đã thấy tối rồi. 5:30 đã thấy tối rồi. Tối lắm rồi này. Đó. Ok, để lên đến nơi em quay cho anh chị em xem nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sắp đến nhà anh Nhu tại đây rồi các bác nhá. Ngày dốc ạ. Đi vào đây khá là ngoằn ngoèo, nhưng mà thời đại 4.0 rồi cho nên là có cái Google Map rất là hay. Anh chị nhìn này, đến tận cổng luôn. Sắp đến rồi. Ngay trên này thôi ạ. Đó, nhìn ra rất là đẹp trên này luôn. Sắp đến luôn. Đây rồi. Đây rồi ạ. Đó. Đã đến nhà anh Nhu tại đây rồi. Đúng cái vị trí luôn các bác nhỉ. Đúng vị trí luôn ạ. Quá. Em à. Nhanh đây. Bố đâu? Anh Nhu đâu em? Bên nhà. Em à. Ông đo luôn cho anh Đại nhá. Ông đấy đi qua dưới kia. Như vậy em phải đợi tới công trình rồi các bác nhá. Nước không? Này. Đi cộng lên thôi. Chạy túi chưa? Rồi. Đi chia cho em nữa, nhanh lên. Chạy đâu? Anh Nhu ơi. Bố cháu không ở trong nhà đâu, bố cháu đi đâu? Đây là trần gỗ xoan các bác nhá. Trần gỗ xoan để xương lim ở hai ô trống. Đây là trần mẫu trần, là mẫu trần 2 cấp. Nếu mà cái không gian này mà làm 3 cấp rất là đẹp, nhưng mà anh trai chỉ làm 2 cấp thôi ạ. Đó. Ở bên cạnh xoan nhà em Khánh, trên phố miền Bắc còn có cả bơ mu, võ đỏ, hương và tất cả anh chị em lựa chọn thoải mái luôn. Không biết bố đâu à? Rồi để chú gọi bố. Anh à, em đang ở nhà anh đây. Anh đang đâu ấy? Ok. Đâu đấy cả? Lâu gì anh, em vừa từ Ứng Hòa về nhà lấy tí đồ, giờ xe đầy gỗ, tí lại chạy đi Quốc Oai xong rồi mang đồ cho anh em. Mai 20 tháng 10 nó vừa chưa bạn gái. Cho nên là phải lấy thôi, phải đi cả trong đêm thôi. Anh lên giáo đi anh ơi, anh mình đo đạc đi. Xong để anh em làm nốt. Ô 1 này. Mình sẽ đo theo quy chuẩn là đo gấp thước theo đường trung trực của chiều dài và chiều rộng, tâm dài tâm rộng nhân là sẽ ra diện tích ạ. Em đo bằng chân cho anh. Anh nhận tận nơi xem giúp em anh kìa. Anh đọc kích thước cho anh cho nó dễ.
Em đang tiến hành nghiệm thu trực tiếp công trình của... Để anh Nhung đọc đi. Bao nhiêu anh ơi? 91 này, ok. 91. Đi về hướng nam, sau đó rẽ phải. Cũng giờ nó đi về hướng nam. 123. Đang đô. Ok. Dài em ơi. Phần bên này. Hàng chân vẫn là 91 anh nhá. Hai bên này có hàng chân như vậy là 91 x 2 luôn. Bảo anh em từ từ hãng nâng như lại ăn đi là 14 mấy em? 145 nhân 2. Ô trống vẫn là 123 anh nhá. Ok, bây giờ anh nhìn em giải thích từng mã một cho nó dễ này. Đây. Đại cầm anh cái máy này. Thứ nhất là ô đầu tiên anh nhá. Ô đầu tiên là hàng chân. Không sao, cứ chạm vào này là được. Hàng chân nó là 91 anh nhá. Cộng với chỗ này nó là nửa này sao? Là 34. Tiếp theo là ô quay trống hai cái nó bằng nhau, vuông là 124 nhân 2. Xong mã của ô nhất. Ô thứ hai là cái này. Mình cái bên kia. Cái kia là 91. Cái này là 34. Và ô quay trống bằng nhau vuông là 123 nhân 2. Xong. Bây giờ mình chỉnh chỉnh đi vào là xong. Ok. Ok, cảm ơn nhà quay phim Tiến. Toàn cảnh. Bây giờ mời tất cả anh chị em qua bên này tính toán với em Khánh nhé. Hai ba tư. 1 2 3 nhân 2. 2 4 6 ở giữa là 2 4 6. Thì tất nhiên thôi, em phải bảo anh ngồi thực tế các kiểu từng mã một cho rõ ràng. Vậy là anh cọc cho em 20 triệu đúng không? 20 triệu và hôm giờ anh đưa cho em 40 triệu nữa. Là coi như 60 triệu, coi như là 73 500 trừ 60 còn 13 triệu 500. Anh đưa em 13 triệu lọc cho em 500. Cảm ơn anh, thì có lẽ là dịp nào đó chắc chắn là ngay đây ngay kia thì rất là gần rồi. Anh có thể chụp lại mọi thứ trong thắc mắc gì anh lại bảo em cho dễ. Có nhầm của em thì anh lại bảo em, mà em nhầm của anh thì anh lại bảo em. Các bạn chị thân mến, là như vậy, em Khánh vừa hoàn thiện và chuẩn bị nghiệm thu. Nghiệm thu thì nghiệm thu rồi. Bàn giao cho anh Nhu tại Tam Dị Lục Nam trần gỗ xoan. Mẫu trần là mẫu trần 2 cấp các bạn nhá. Đó, thì là bây giờ là đây, anh chủ nhà đây. Thì là anh có thể chia sẻ một tí cho tất cả anh chị em biết rằng là cảm nhận của anh như thế nào về đội thợ trần gỗ miền Bắc của em thi công. Thứ nhất là về chất lượng gỗ này, thứ hai là về quy cách và cũng như là tư cách anh em thi công như thế nào. Anh cứ chia sẻ thật cho em. Thấy là anh em là làm rất đạt và dạ anh em là còn thợ trẻ đây. Dạ vâng. Làm cũng là ok thì dạ. Thực sự là trần gỗ anh xem là cũng là rất là đẹp. Nhưng mà anh công nhận là cứ bảo xoan nó rẻ tiền, nhưng mà thực sự vậy là khi mình làm lên là thực sự là nhìn thấy giá trị không anh? Được. Mai ngày kia các kiểu anh đèn đóm các kiểu vào thực sự nó đẹp luôn. Đẹp, đấy. Thì đẹp. Em chia sẻ với anh là và chia sẻ với tất cả anh chị em rằng là xoan nhiều người thực sự là có tiền nhưng mà họ vẫn thích xoan. Em chia sẻ thật, bởi vì sao? Bởi vì là lần trước em có lên Hà Giang, một vị khách hàng của em thì thực sự là ông rất nhiều tiền. Ông bảo là bác độc thích xoan, bởi vì xoan có ý nghĩa về tâm linh thì là nó là cây tái lộc. Chặt đi nó lại trâu, chặt đi nó lại trâu. Cho nên nhiều người họ chỉ thích xoan, mặc dù có tiền chơi gõ đỏ. Thứ nhất là cảm ơn anh rất là nhiều. Thứ hai là chúc anh và cả gia đình là mạnh khỏe. Và bất cứ lúc nào mà anh cần làm đẹp không gian nào là liên hệ em Khánh. Ok, cảm ơn anh nhiều. Có lẽ bây giờ em lại xin phép em về dưới kia thôi. Đó, thì là hẹn một dịp nào đó là nấu. Nếu mà vào nhà mới mà nhớ đến em Khánh thì lại bảo em. Ok rồi. Ok, rồi, cảm ơn anh nhé. Ok, em xin phép ạ. Còn để anh em cứ làm đàng hoàng, hoàn thiện đúng không? Thôi em đi. Thôi, dạ. Cơm cháo không đi. Em rất là cảm ơn anh, nhưng bây giờ em phải xuống, không thì còn hơn 100 km nữa không đi đến đêm. Thực sự là như vậy luôn.
Chào anh. Dạ vâng. Em vợ đấy. Mấy em hoàn thiện nốt nhá. Tại nhá. Đấy, mấy em hoàn thiện nốt anh đi nhá. Hả? À? Thì lúc nào cũng được, tùy. Không mai thằng nào không... Vâng, em đi anh ơi. Vâng, vâng, chào anh. Vâng, các bạn chị thân mến, là như vậy em Khánh vừa nghiệm thu công trình cho anh Nhu tại Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang. Thì bây giờ em lại tiếp tục đi Quốc Oai và sau đó đi Ứng Hòa, Hà Nội 7-8 giờ tối rồi, nhưng mà thôi, ok. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều đã theo dõi clip của em Khánh Trần Gỗ Miền Bắc. Nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ em Khánh nhá. Trần Gỗ Miền Bắc, nâng tầm, đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395 031 999.